Xin chào các bạn. Lần trước thì chúng ta đã có một bài trên tay giới thiệu về chiếc Xperia Z1. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài mở hộp thiết bị Sony Xperia Z1 phiên bản chính thức được bán ra trên toàn thế giới. Ở đây là máy xách tay, không phải chính hãng của Việt Nam chúng mình thì sẽ bán ra khá là muộn. Chúng ta có biểu tượng FIFA World Cup Brazil, sản phẩm này thì được xách tay từ bên nước ngoài về và Sony là tài trợ chính của cái World Cup sắp tới của chúng ta đây. Mặt sau có một số thông tin như là nó có 3 màu, màu đen, màu trắng và màu tím. Phiên bản của mình đang là màu trắng. Camera 20.7 megapixel, cảm biến XMRS, công nghệ xử lý hình ảnh mới cũng như là cái công nghệ màn hình tập vân vân. Và mình sẽ mở hộp của thiết bị này ra. Z1 cách đóng hộp thì cũng giống y hệt chiếc Sony Xperia Z trước đây. Và đây là chiếc Xperia Z1 của mình, phiên bản màu trắng rất là đẹp. Mình mới thấy chiếc Z1 màu đen thôi, bây giờ mới thấy phiên bản màu trắng trắng tinh khôi. Bên trong này thì chúng ta sẽ có tai nghe, đầy đủ phụ kiện là tai nghe cao cấp của Sony, tai nghe nút. Chúng ta có các nút tai nghe để thay đổi các kích thước phù hợp cho các bạn. Có cục sạc hai chân. Và trong này là rất là nhiều sách hướng dẫn sử dụng khác, cực kỳ là dày. Không biết là Nhật nó gia chế tại Trung Quốc và có vẻ như Trung Quốc là khá nhiều gỗ nên tranh thủ được cứ chặt bớt đi. In rất là nhiều sách hướng dẫn cho chúng ta mà chả sử dụng đến bao giờ. Cái này mà về nhóm bếp thì tốt. Và cuối cùng là có cáp kết nối micro USB. Và mình đang quay trở lại với chiếc Z1 này. Về Z1 thì các bạn đã thấy là nó là một sự cải tiến lớn. Theo cái đánh giá cá nhân của mình thì đây là chiếc Sony hoàn hảo nhất tới thời điểm hiện tại. Từ thiết kế, tính năng, cấu hình, màn hình và camera. Mặt sau và mặt trước đều làm bằng kính tương tự Z thế hệ đầu tiên. Và màu trắng thực sự nó rất là đẹp. Màu trắng thì sẽ tiện lợi hơn so với các phiên bản màu đen và màu tím. Đó là nó không nhận ra các vết vân tay khi bám lên cái mặt gương này của chúng ta. Bạn thấy đấy, nên nó sẽ khó nhận ra hơn. Chúng ta có logo NFC, ống kính G, đèn flash LED và biểu tượng Xperia. Bên dưới này là chúng ta sẽ có loa ngoài, hệ thống được trang bị trông khá là lớn. Trên thực chất thì loa ngoài của Z1 không được to cho lắm và cái dạng loa này nó chỉ chiếm một phần bé mà thôi. Đây chẳng qua là nó làm giả cho nó đẹp. Ở bên cạnh hông chúng ta sẽ có một vị trí để móc khóa thời trang camera như là đeo dây, đeo móc túi vân vân để chúng ta có thể cầm trong tay, đeo vào tay chắc hơn khi chúng ta chụp ảnh. Cạnh phải này là nơi tập trung toàn bộ các phím cứng bao gồm phím nguồn, tăng giảm âm lượng và phím chụp ảnh camera. Phím này giúp cho chúng ta có thể xuống dưới nước mà vẫn có thể chụp ảnh được với Z1. Phím tăng giảm âm lượng thì cá nhân mình đánh giá là nó khá là bé, thành ra cái phím này bấm dễ bị nhầm và chúng ta với những cái thao tác nó sẽ khó khăn do quá gần phím nguồn. Bên cạnh đó thì cạnh cạnh phải chúng ta sẽ có nơi vị trí khe cắm thẻ SIM và sẽ có một cái phím tắt nhanh, phím reset off ở bên này và nó nằm rất là bé nên các bạn không để ý sẽ không nhận ra được. Cạnh trái chúng ta sẽ là khe cắm thẻ nhớ mở rộng và cũng như là cổng sạc micro USB, chân tiếp xúc nam châm để các bạn có thể sử dụng cùng với dock để chúng ta sạc không cần phải dây cắm. Bên trên đỉnh máy chúng ta có dây cắm tai nghe 3.5mm. Khác với lại Z Ultra chỉ có hai cạnh bên hông là bằng nhôm thì Z1 là toàn thể mà nó là bằng nhôm hết. Và trên phiên bản màu trắng thì các bạn có thể nhận thấy cái sự nhôm này nó sang trọng và đẹp đến mức nào. Màu đen thì nó sẽ trông như kiểu là nhựa nhiều hơn, còn màu trắng này mới thực sự là đẹp và sang trọng. Cái cạnh nhôm thì được vát vào bên trong, thành ra nó sẽ không bị vuông thành sắc cạnh quá, thế nên cầm trong tay Z1 rất là thoải mái, ôm tay chắc chắn chứ không bị cấn như là Xperia Z hồi đầu tiên của chúng ta. Z1 thì lại thiên về độ dày và nặng chứ không phải là siêu mỏng giống như Z Ultra và nhẹ như nó. Nguyên nhân là cái thiết kế của Z1 là một cục nhôm nguyên khối và được cấu tạo thành chứ không phải là các miếng nhôm lắp ráp vào với nhau. Mặt trước này thì chúng ta vẫn là màn hình độ phân giải Full HD kích thước 5 inch, camera trước, loa đàm thoại chính và bên dưới này chúng ta là mới có mic để chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi. Thì với Z1 cũng như mình đã nói, màn hình của nó cực kỳ là tuyệt vời để có bài trên tay và trải nghiệm nó rồi. Màn hình của Z1 có độ phân giải cao và rất là mịn, đẹp. Công nghệ màn hình mới nhất của Sony thì màn hình của Z1 nó trong suốt và nó chất lượng hơn rất là nhiều. Chỉ có một thứ duy nhất mà nó thua so với Z Ultra là góc nhìn chưa được tốt bằng, nhưng mà vẫn nổi bật hơn hẳn so với chiếc Xperia Z trước đây. Và như vậy thì mình hoàn thành xong cái video mở hộp chiếc Xperia Z1 phiên bản quốc tế và là hàng xách tay. Sắp tới thì mình sẽ gửi các bạn cả một phiên bản mở hộp hàng Nhật Bản nội địa chiếc Z1 này, cũng như là sắp tới có hàng chính hãng. Các bạn có thể vào trang 7net.com.vn để theo dõi chi tiết về cái việc đặt hàng chiếc Z1 này trước trên trang chủ của 7net. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.